Kính thưa quý ông bà, cô dì, quý anh chị và các bạn, vào thời điểm cận Tết như hiện nay, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũng được nhiều bệnh nhân tìm đến để đăng ký xin hỗ trợ điều trị ung thư. Do đó, thầy Nguyễn Tấn Thanh tuy rất bận rộn nhiều việc tại phòng khám nhưng cũng bỏ nhiều thời gian để tư vấn cho các bệnh nhân cùng người nhà, tạo điều kiện cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về trường hợp bệnh án để có chế độ ăn uống, chấp hành phác đồ điều trị cho hiệu quả hơn. Rồi bây giờ thầy phân tích cái phương pháp ở đây ha. Yeah. Rồi để cho hai bên, hai gia đình hiểu được cái phác đồ ở đây hỗ trợ điều trị như thế nào. Coi phù hợp với bệnh nhân của mình hay không. Cái này là cháy ghi thông tin thôi. Nhưng mà nếu mình đồng ý á thì các thầy mới nhận bệnh, chứ không phải là vô đây là ép mình nhận bệnh liền đâu, mà là mình coi có phù hợp hay không. Mình phải hiểu rõ cái phương pháp này như thế nào và cái quá trình trong những cái thời gian mình ở đây đó mình sẽ làm cái gì và mục tiêu cuối cùng mình đạt được là đạt được cái gì, để làm cách nào để đạt được điều đó. Thì hôm nay thầy sẽ phân tích riêng cho hai ca này. Yeah. Để mình hiểu ha. Yeah. Rồi để quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị mình nó diễn ra thuận lợi. Ở đây đó là phòng chuẩn trị y học cổ truyền Yêu Thương Cho Không. Khi bệnh nhân tới đây á, các thầy không có lấy tiền của bệnh nhân, thì mục tiêu cứu người là chính. Cho nên ở đây các thầy thực hiện theo cái ý nguyện của cha. Cha Phê Rôn Nguyễn Văn Cường là người nghiên cứu ra cái công nghệ này nè, ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Công nghệ này bắt đầu khởi xướng hỗ trợ điều trị từ năm 2017 rồi. Cho nên hôm nay là các thầy đã ứng dụng nhiều trên cái phương pháp này. Ứng dụng chứ không phải thực thử nghiệm nha. Yeah. Thử nghiệm là yeah. mình chưa có thành công. Còn ứng dụng có nghĩa là đã thành công trước đó rồi. Và mình đã được đem ra, được mình sử dụng rồi đó. Thì hôm nay các thầy sẽ phân tích cái phương pháp này một cách cơ bản để hai gia đình mình hiểu ha. Rồi mình nắm được cái phương pháp này là phương pháp họ điều trị. Còn bên bác bên đây là phương là cai gan. Thì trong cái phương pháp điều trị cai gan đó thì bác sĩ người ta cũng đã cắt cái phần gan với phần cái túi mật là. Thì bây giờ cái phương pháp kế tiếp bác sĩ đề nghị có thể là mình cũng hóa trị xạ trị, và có thể không bác sĩ cho theo dõi đó. Khi bất thường mình lên mình điều trị tiếp đi. Thì đó là phương pháp điều trị. Còn ở đây á, phương pháp của phòng khám chuẩn trị học cổ truyền là phương pháp hỗ trợ điều trị dành cho bệnh này. Hỗ trợ bằng phương pháp này nè. Cháo nano hả? Dược nano. Thì tại sao mình lại sử dụng cái phương pháp này? Bây giờ thầy phân tích về cái cháo nano. Khi mà mình bệnh á, bệnh bất kỳ cái gì cảm đi, hoặc là khó tiêu đi, mình thường ăn cháo. Nấu cháo mình ăn thời gian tự nhiên mình thấy khỏe. Thì nấu cháo thông thường ha. Nhưng mà tới khi mình bệnh ung thư á, bệnh ung thư nè, là mình sử dụng cái cháo nano thay cho cái cháo thông thường mình ăn. Có sự khác biệt giữa cháo này với cháo này nha. Bây giờ thầy nói, thầy sẽ phân tích cho mình thấy rõ cái chỗ đó. Cái hạt cháo á, nó xuất phát từ gạo ha. Gạo. Thì có những bệnh nhân ăn cơm nữa chứ không phải ăn cháo không. Ở nhà nhiều khi mình ăn cơm bình thường luôn á, sức khỏe tốt mà. Một xíu nè, phở nè, bún, những thứ thực phẩm mà mình thấy một ngày mình ăn thông thường mình hay thay đổi những thứ này, nó liên quan tới gạo. Bởi vì gạo nó là cái thực phẩm chính, thức ăn chính mà mình ăn hàng ngày. Trong cái gạo nó có 8 chất axit amin, 8 axit amin mà cơ thể không có tạo ra được nha. Cơ thể mình phải dựa vào cái hạt gạo nè để cung cấp cái này cho cơ thể. Mình không thể tự sản xuất cái này được, mà phải nhờ các mình ăn cơm á, hoặc là ăn cháo, hủ tiếu, bánh canh gì đó, bún á, thì nó mới có cái chất này. Thì các thầy cũng sử dụng cái cháo dựa trên cái hạt gạo luôn. Nhưng mà nó hơi khác biệt chút. Trong cái hạt gạo á, thì ở lớp ngoài cùng là đã có cái lớp
cám, ví dụ vậy. Nó còn cái lớp cám ngoài cùng, nếu mà sử dụng những cái loại ví dụ gạo tẻ thì nó mất cái lớp cám đó rồi, nhưng mà nếu như cái loại mà gạo lứt hoặc là gạo trà chưa có nó còn cám đó, thì nó sẽ có lớp cám, và lớp bên trong nữa là cái chất chitin. Chitin đây, cái chất này là chất ức chế nảy mầm. Cái chất này làm cho cái hạt gạo, hạt lúa đó, nó sẽ không nảy mầm một cách tự do được, mà nó phải đụng cái điều kiện dưới đất mà nó có độ ẩm, có nước nó mới lại mọc bên cây lúa. Thì cái chất này nó có tác dụng đó đối với hạt gạo, hạt lúa đó. Thì trong cơ thể mình á, để tiêu hóa được cái này á, mình khi mình ăn cơm á, mình ăn cơm thì cái chất này vẫn còn, cơm trong hạt cơm nó cái này còn, trong cháo nấu thông thường cái này nó vẫn còn luôn, nó không có mất nha. Mình mặc dù mình nấu thành cháo nó đã lỏng ra rồi đó, nhưng mà cái chất này vẫn còn, hủ tiếu, phở, bún gì đó nó vẫn còn. Thì để tiêu hóa được cái này thì cơ thể phải tạo ra cái enzyme. Cơ thể tạo ra rất nhiều loại enzyme khác nhau, chứ không riêng gì gì là cái này không đâu. Ví dụ như mình ăn rau xanh, trái cây, rồi các loại tinh bột, các loại đạm, nó đều có cái những cái nhóm đó, nó cần phải có enzyme để nó tiêu hóa. Thì cơ thể phải tạo ra, cơ thể tạo ra cái enzyme đó, đó nó tạo ra. Mà khi mình bệnh ca nè, ung thư nè, thì cơ thể mình phải tập trung cho hệ miễn dịch nè, miễn dịch. Cơ thể lúc đó nó vừa làm hai nhiệm vụ, một là sản sinh enzyme trong hệ thống tiêu hóa và trong tuyến nước bọt, còn hai là nó phải sản sinh ra cái chất để kháng lại tế bào ung thư và kháng lại những cái bệnh lý khác, ví dụ như viêm hoặc là dị ứng. Thì cơ thể phải tạo ra cái hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch nói chung là bạch cầu đó, nó phải để chống lại cái bệnh lý ca và những cái bệnh lý như nhiễm trùng, viêm nè, như ung thư. Thì cùng một lúc nó làm hai nhiệm vụ thôi. Mà mình biết rồi, khi mà mình làm hai nhiệm vụ của hai việc thì đâu có bao giờ mà tốt bằng một thứ đâu. Mình vừa giặt đồ, mình vừa nấu cơm, mình vừa rửa chén thì đâu được, công việc nó không có trôi chảy mà thậm chí nó kéo dài thời gian ra. Nhưng mà mình làm một việc nó lại nhanh á, một việc nó lại chu đáo. Dù mình chỉ tập trung vào một ngày hôm đó mình chỉ có nấu nướng không thôi, thì mình làm những cái món ăn rất là ngon và bài biện, bài bố trí được các thứ các kiểu rất là bắt mắt. Nhưng mà nếu như mình làm hai việc cùng lúc, vừa đi giặt đồ nữa, thì mình làm nấu cơm qua quẹt cái rồi mình lo mình đi giặt đồ nữa. Thì lúc này mình làm 50% mỗi việc. Thì cái hệ thống miễn dịch của mình nó chỉ đạt 50%, nó không đạt được 100%. Cháo nano nấu bằng nồi áp suất nè, nồi áp suất ở nhiệt độ cao, nhiệt độ cao, áp suất cao, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thì cái chất này nó mới hủy diệt đi, tiêu hủy. Ở nhiệt độ bình thường nấu cháo thông thường, cơm, bún, hủ tiếu, phở gì đó, ở nhiệt độ này thì chắc này còn. Hả? Thì nấu nhiệt độ thường thì nó còn, mình nấu lần này nó cao để nó diệt, thì diệt. Đúng rồi, đúng rồi. Tập trung vào cái miệng dịch. Đúng rồi, đúng. Tập trung vào cái miệng dịch. Đây, bác hiểu rồi đó. Hả? Lúc này là hiểu ha. Cán bộ về hưu. Thầy nói chậm chậm vậy đó, để cho mấy bác mà nhắn tuổi có thể mình hiểu được một cách tận từ cái chỗ này. Là lúc này cái chất này bị quy diệt đi nè, thì mình sẽ đỡ tốn cái này, mình sẽ dành cái năng lượng trong cơ thể đó để mình tập trung vào bên đây. Lúc này nè, không việc bị áp lực lên hệ thống tiêu hóa nữa, thì mình tập trung 100% cho cái hệ thống miễn dịch. Bởi vậy cho nên là đối với cái những bệnh lý khác á, thì mình ăn cháo thông thường là đã có thể vượt qua căn bệnh rồi. Cái hệ thống tiêu hóa mình có vấn đề, rối loạn tiêu hóa hay gì, mình ăn cháo vô là cái chất này nó ít hơn nè, nó làm cho cái hệ thống tiêu hóa mình ổn định. Mình tập trung vào cái hệ thống miễn dịch thì cơ thể mình vài bữa mình ăn cháo tự nhiên mình thấy khỏe hơn, mặc dù mình cảm thấy nó không có ăn đủ chất á, nhưng mà nó khỏe. Thì đối với bệnh ung thư á,
thì cháo nano này nó là cái vấn đề nó nằm chỗ đó. Phải tiêu diệt hoàn toàn luôn chứ không còn ít được nữa. Ít nữa thì nó không thể nào tập trung này. Mà cái cháo chống bệnh là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa, vấn đề thứ hai mình muốn nói, cơ thể mình, con người mình là 70% chất lỏng, 30% rắn. Rắn nó có trong ngón bụng tay nè, răng nè, cái tóc nè. Thì cái này mình không bàn tới. Mình bàn tới chất 70% chất lỏng. Cơ thể mình là chất lỏng. Cái cháo nano nè, trong cháo nano nó có hai thành phần. Một là cái, hai là nước và hơi nước. Đó. Thì cái cái này là dinh dưỡng nè. Cái cái này là 8 acid amin nè. Cái này là nuôi cơ thể nè, nuôi. Nuôi cơ thể. Trong cháo á, từ cơm á, nó đã có nhiều cái lượng tinh bột và nhiều lượng acid amin, nhưng trong cháo á, nó đã cắt giảm rồi. Cắt giảm được lượng tinh bột, nó đủ nuôi tế bào lành thôi. Nó không đủ nguồn cung cấp cái nuôi tế bào ung thư. Cái cái nè, cái cái trong cháo nano nè, nhưng mà cái nước, cái hơi nước nè, nó là nano nè, siêu nhỏ. Chỉ có áp suất cao, nhiệt độ cao thì nó mới phản ứng hóa học. Và phản ứng hóa học đó, cái hơi nước đó, nó mới quan trọng. Cho nên mấy cô, mấy chú á, mà đã đang điều trị á, thì trong cái nồi áp suất nè, mình không được phép để cho nó xì hơi. Trong vòng 30 phút nấu á, cái thời điểm đó đó là nó đang tăng cái áp suất cao nè, nhiệt độ cao lên nè, để nó nấu thì trong 30 phút đó không được để xì hơi. Xì hơi là cái hơi nước nó bay đi, nước nó sẽ thoát ra ngoài đó. Thì đó là cái phần này là phần thuốc nè. Mình thấy cái rượu trắng không? Rượu trắng. Rượu trắng khi mà mình sử dụng vào cái mục đích là làm thuốc á, thì ta hay sử dụng rượu trắng. Cái hạt gạo này nếu mà đỡ áp suất cao, nhiệt độ cao, nó trở thành thuốc đối với cái nước đó nha. Cho nên là cháo nano khi mà mình nấu, cái lượng nước và hơi nước đó, nó là thuốc đó. Chứ nó không chỉ là cái thực phẩm để nuôi dinh dưỡng mình không đâu, mà cái này nó quan trọng nè. Cho nên khi mình ăn vào thì cái hơi nước nè, cái nước nè đi thẩm thấu vào trong cơ thể, nó mới thẩm thấu vào trong cái mạch máu, qua mao mạch đó. Nó mới đi vào tế bào ung thư. Nó có những nơi cái khối u nó rất là rõ ràng, kiểm tra cận lâm sàng thấy rõ khối u đó, có những nơi chưa thấy rõ nha, mình không biết, không phát hiện được luôn, trên lâm sàng, trên cận lâm sàng mình không thấy luôn, kiểm tra ra không bắt tín hiệu, nhưng mà chỉ có khi đó là chỉ có nước, hơi nước thôi, nó mới thẩm thấu vào trong đó, nó ngăn cái quá trình di căn, chống di căn. Chỉ có hơi nước và nước nó siêu nhỏ nó mới thẩm thấu được. Còn khi mình nấu những thứ này nè, ăn thì được á, nó chế độ dinh dưỡng á, nó chưa đủ phản ứng hóa học để thầy, nó làm thuốc. Thì tóm tắt cho thầy đỡ mệt, thầy không mệt quá. Thầy nói vậy sẽ có nhiều người nghe nữa. Sợ thầy mệt. Không cần. Nè, nhớ nè cô, thầy muốn dành hết tất cả những cái tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thầy dành thời gian, thầy dành một chút thời gian đó cho những bệnh nhân này để hiểu rõ cái quá trình đó, nó như thế, để mình hiểu tận tình. Có đôi khi thì có những cô chú lớn tuổi á, nhiều khi mình không nghe kịp nghe đó, mình cũng thấy gì cũng hiểu rõ. Chỉ cần nắm vững thôi là có thể giúp cho mình được nhiều thứ đó. Tới vấn đề thứ hai là vấn đề acid kiềm. Ở đây thì có lẽ thì những cái clip trước thì mình có coi rồi thì mình cũng biết, nhưng mà thầy muốn nói lại. Những cái thực phẩm mà đưa vào cơ thể mà nó acid á, nó làm cho mình bệnh. Nếu như trong môi trường cơ thể, môi trường pH á, pH nội môi á, trong cơ thể đó mà nó là acid là sức khỏe mình đi xuống đó, bệnh nè. Mà nếu cơ thể mình môi trường pH nội môi nè, nó là kềm, mình sẽ khỏe. Vậy thì mình tích lũy cái môi trường pH acid như thế nào? Nó sẽ có những cái nhóm sau đây, ví dụ như nicotine là thuốc lá là một những nguyên nhân làm cho mình cơ thể mình acid, và nó là chất độc của cơ thể ha. Cái thứ hai là cồn, rượu bia đó, chắc chắn là nó đưa cơ thể mình thành acid liền. Tiếp theo nè là đạm động vật, mình ăn thịt, cá, trứng, sữa vô
nó làm cơ thể mình bị axit ngay. Rồi cái kế tiếp nữa nè là gì? Làm mất ngủ. Cái giấc ngủ của mình ngủ không đủ giấc đó, nó sẽ làm cho cơ thể mình nó bị axit, nó không có thể nào hồi phục được. Nên những cái tế bào trong cơ thể nó cần có thời gian hồi phục, mà nếu mình không có ngủ được thì không bao giờ hồi phục được. À, căng thẳng, cái này thì công việc rồi. Thì đôi khi nhiều khi mình căng thẳng cuộc sống, căng thẳng trong gia đình, căng thẳng trong công việc thì nó sẽ bị axit nha, hóa chất. Hóa chất nó có hai thứ, ví dụ như môi trường nó bị nó có trong hình dụng trong môi trường làm việc mình tiếp xúc nhiều loại hóa chất khác nhau trong công việc đó, hoặc là hóa chất trong thực phẩm. Mình ăn những loại thực phẩm nó có chứa hóa chất, chất bảo quản, chất điều vị, chất này chất kia đó, là những cái nhóm đó. Nguồn nước chẳng hạn, nguồn nước axit, đây là những yếu tố làm cho cơ thể mình bị axit. Nhưng ngược lại, mình có những thực phẩm và những cái môi trường sống làm mình có kiềm, ví dụ như là rau xanh, trái cây, cháo nano. Là cháo nano thì cho nấu với nước kiềm nha. Thảo dược, hầu hết các loại thảo dược nó có tính kiềm hết luôn. Nước kiềm thì thường sử dụng là pH 8.5 đến 9.5. Nhưng mà mình sử dụng cái nước uống thuốc tây thì khác nha. Ví dụ như mình uống cái loại thuốc tây á, uống thuốc tây thì sử dụng cái pH nó có từ 7.0 cho đến 7.5 thôi. Còn nếu mà uống cái nước kiềm này nè, sử dụng với thuốc tây nó sẽ dẫn đến tình trạng kết tủa nên mình không sử dụng. Rồi môi trường lành mạnh, ở đây nè là dùng nông thôn, cho nên mình về đây mình hưởng cái không khí trong lành, cái tinh thần của mình nó thoải mái, mình không có bị áp lực, không có bị chết, không có bị quá chất, thì cái cơ thể của mình nó sức khỏe nó sẽ cải thiện tốt hơn sống ở môi trường thành thị. Thì trong thời gian mà mình ở đây nè, các thầy sẽ cho mỗi bệnh nhân thời gian là điều trị theo cái lộ trình là 3 tháng. Nó sẽ dài ngắn tùy vào cái sức khỏe của mình nữa, tùy vào cái thang này nè, trong cơ thể mình là mình tích lũy trước khi mình vô đây nè. Mỗi bệnh nhân khác nhau, ví dụ như cái chế độ ăn của mình và cái môi trường sống, môi trường làm việc của mình á, mà mình tích lũy quá nhiều axit thì cơ thể mình nằm đây. Còn nếu như người đó kỹ hơn, ăn uống rất là có sự chọn lọc tốt hơn chút, những thứ này nhiều hơn, có thể cơ thể của họ là kiềm hoặc trung tính, mà cơ thể mà bị axit thì phát triển bệnh nó tăng nhanh. Còn nếu như cơ thể đang trong tình trạng kiềm thì có thể tế bào ung thư nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cho nên là mình coi cho mình đứng ở đâu hôm nay nè, mình xem cho mình đang đứng ở đâu trên cái bảng này. Cái này nó liên quan tới cái tốc độ, cái thời gian mà mình vượt qua căn bệnh ha. Ví dụ, nó còn tùy vào giai đoạn nữa, 1, 2, 3, 4 thì mình sẽ coi rồi giai đoạn đó thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn nếu mà giai đoạn cao hơn. Còn cái bảng này nè, ví dụ như mình thấy cái cơ thể của mình là axit thì cái thời gian chuyển qua kiềm nó lâu hơn so với cái người này, so với người này. Cho nên là giờ mình vô đây rồi, những thứ thực phẩm này nè, tất cả các bệnh nhân ở đây các thầy bị loại bỏ hết những cái yếu tố dẫn đến axit, nhưng mà sẽ đáp ứng cái thực phẩm kiềm, đặc biệt là cháo nano là trọng tâm. Còn những thứ này á, tùy vào mỗi bệnh nhân ha, tùy vào mỗi bệnh nhân mà các thầy chỉ định khác nhau. Bởi vì mỗi ngày bệnh nhân phải tới đây để chỉ định, ví dụ rau xanh, trái cây phụ thôi, nhưng cái chính là cháo nè, cháo nano nè, để cho cơ thể bệnh nhân từ axit sang kiềm, gọi là quá trình kiềm hóa. Đó, trong 3 tháng này nè, nhiệm vụ của 3 tháng này nè, là thời gian mình kiềm hóa ở đây. Có sự hướng dẫn, có sự theo sát của các thầy thuốc ở đây. Cho nên hôm nay nè, khi thầy phân tích xong rồi, mình biết mình phải làm gì. Thì bản thân mình không ăn này, mình chuyển qua chế độ bên đây.
đối với bệnh nhân ung thư đây, còn đối với người nuôi nè, cô nè, hoặc bên đây nè, cô nè, thì sẽ không được phép đụng tới đạm động vật nha. Những cái này là mình đã không áp dụng rồi, chắc chắn rồi. Nhưng cái này là rất dễ dính, và cái này mỗi ngày. Và tại sao các thầy yêu cầu mình không sử dụng này? Mình đâu phải người bệnh đâu sẽ sử dụng đó. Nhưng mà bản thân mình ngưng ăn cái này là để động viên tinh thần của người bệnh, không để bị bệnh mình thèm. Ví dụ như mình vô đây mà mình ăn thịt, ăn cá rồi trước mặt bệnh nhân hay gì đó là bệnh nhân mình bỏ cuộc dễ lắm. Vài bữa thèm lên, cơn thèm nó lên là bắt đầu bỏ cuộc. Kể cả mình không ăn trước mặt bệnh nhân đi chăng nữa, mình đi ra hàng quán mình ăn xong rồi mình tới vô, nhưng mà không được. Khi mình ăn như vậy, mình nhìn lại bệnh nhân của mình á, dù mình ra hàng quán mình ăn no bụng rồi, mình vô mình thấy bệnh nhân bưng tô cháo lên, ăn chút rau xanh trái cây mình nóng ruột lắm. Mình thấy trời ơi, dạng vậy sao đủ sức khỏe. Và bản thân mình nấu riêng nữa, người bệnh ăn, nấu cho người bệnh ăn, mình bản thân mình đi ra ngoài mình ăn như vậy thì mình sẽ không có tự tin để cho bệnh nhân mình áp dụng pháp đồ này đâu. Mình chỉ cần nói, anh ơi, anh chồng ơi, anh ăn vậy không chắc, sợ không đủ sức khỏe quá, tự động ông chồng bỏ cuộc rồi. Là thầy nói vậy tôi đối đâu? Dạ. Chồng tôi á, thì nói là đi ra ngoài chị ăn đi để cho khỏe. Rồi tôi nói thôi anh ăn vậy cứ ăn đấy, ăn không chịu. Thì sao? Không được. Không biết là mình không hiểu, mình sợ quá bạn gì công việc đó. Rõ thấy không? Bởi vậy bản thân mình sợ cái chế độ ăn này không đủ sức khỏe nữa đó. Tôi nói thôi giờ anh đừng có lo cho tôi, anh ăn gì tôi ăn đấy. Nó tôi biết, nhưng mà ông đi bà kiếm gì bà ăn đi, đặng cho nó có sức khỏe, đặng bà nuôi tôi. Là tôi thì ăn không, tôi vẫn kêu ví dụ như bây giờ ông có chỉ hai phương án là cái mất ngủ với cái là cái mất ngủ với một cái hút thuốc. Nhưng mà giờ ông đã bỏ được cái mất cái hút thuốc rồi. Nó khoảng chừng mà ông về ông khám mình tới giờ là ông nghe vậy là ông đã bỏ hút thuốc. Dạ. Đó. Còn con cái mất ngủ. Nó ít ngủ, không có ít ngủ. Chỉ có ngủ một giấc từ 9 giờ tới 1 mấy 2 giờ. Rồi, không phải là mất ngủ tiền miên mình. Bị rối loạn đúng không? Bị rối loạn giấc. Thôi nhưng ông đã thức rồi là thức luôn vậy. Tỉnh luôn, nó không ngủ rồi. Mất ngủ. Thì ở đây ví dụ như các thầy sử dụng những cái loại thuốc thảo dược để hỗ trợ cải thiện cái giấc ngủ, ví dụ như nhãn lồng trong nước trà, trong cái bịch uống đó, tim sen, trong bịch uống đó, trong bịch uống nhiệt trà với đó thầy, hoặc là cái dông lem, thầy cho tôi hỏi nhanh đó thầy, cũng như tôi điều trị về hàng ngày, như bệnh đường ở nhà chưa tới đây, ngày nào sáng tôi uống viên huyết áp như đường, trường cao uống. Thì ứng dụng áp chỉ được, bây giờ tôi cần áp dụng tiếp đó nữa anh. Dạ được, tại vì cái đó là thuốc điều trị. Cái đó là thuốc điều trị, bác uống cái đó. Nhưng mà cái thường cái thuốc thảo dược á, với cái thuốc Tây Y á, nó có nguyên tắc là cách nhau 2 tiếng. Nó phải cách được 2 tiếng với 2 cũng như mình ăn thảo dược xong là mình ăn cháo xong 2 tiếng sau mình mới uống được viên thuốc tiêu đường vô. Dạ không phải, cái cháo á, cháo nè, rau xanh nè, đó, rau xanh trái cây là những cái loại đó, thí dụ như trừ những trường hợp ví dụ như cái trái cây đó là trái cây chua thì bắt đầu có thể ăn uống chung được với thuốc được. Nhưng mà ví dụ như phải ăn cái phần cơm cái phần cháo đi, xong rồi có súp chén súp, xong rồi bác có thể uống thuốc tây bình thường giống như mình ăn uống cái chế độ ăn ở nhà đó. Nhưng mà riêng cái thuốc thảo dược ở đây á, cái thuốc ở đây các thầy cho đó, cái thuốc thảo dược á nè, cái này nè, thì mình không có sử dụng chung với thuốc tây được, bác phải cách là 2 tiếng. Thì đúng rồi, mình ăn một tô cháo thảo dược xong rồi 2 tiếng sau mới uống viên thuốc tây được. Không, cái cháo á thì ăn bình thường. Thì ăn cháo đó. Ăn cháo xong uống thuốc tây vô bình thường. Nhưng mà khi ở đây á cho cái phần mà cái trà thảo dược á thì cái đó mới không được uống chung. Rồi cái trà thảo dược cho mình uống thuốc tiêu đường vô, rồi trà thảo dược đó bao giờ mình muốn được? 2 tiếng. 2 tiếng sau mình dạ, uống được nữa. Ví dụ bác uống 7 giờ đúng không? Uống thuốc tây là 7 giờ, uống thuốc tiêu đường là thuốc cao huyết áp 7 giờ nè. Thì 9 giờ mới được phép uống cái thuốc trà thảo dược. Trà thảo dược rồi, hiểu. Rồi bắt đầu 2 tiếng sau nữa mình ví dụ có loại thuốc tây nào mà mình uống á thì phải là 11 giờ mới được uống. Rồi đó ổng chỉ có nhiều thôi đó chứ không có gì đó chứ. Đó. Thì con nói vậy thì trong quá trình điều trị cứ đặt câu hỏi thì tụi con sẽ theo dõi, tụi con hướng dẫn ha. Thì riêng về cái này, mấy cái này là mình dễ bỏ nè. Không hút lá thì chắc chắn vô đây sao hút thuốc rồi ra điều trị mà. Trời, vô đây hút thuốc sao được. Không uống rượu thì chắc chắn rồi. Rồi ông không uống rượu.
ăn Tết thì ăn ở đây, nhưng mà người ta uống thuốc hút hay là người ta uống rượu gì đó bên ngoài đó, bia gì đó, thì người ta chơi gì đó chơi, mình bản thân mình tránh những cái đó. Rồi còn đạm động vật nè là hoàn toàn phải cấm nha, tuyệt đối luôn. Cái này là cái nguồn nuôi tế bào ung thư á. Ví dụ như trong thịt nó có cái casein, xin lỗi, trong thịt nó có chất glutamine. Đó, glutamine nuôi tế bào ung thư nè. Còn trong sữa nó có chất casein. Casein nó có trong sữa, nó nuôi tế bào ung thư. Cho nên là mình sẽ tuyệt đối không được. Dạ, sữa không uống, nhưng mà sữa ngũ cốc được. Sữa hạt á, sữa hạt ngũ cốc là được. Mình sẽ thay thế bằng sữa tươi. Còn cái bò. Cái trái cây là trong khi điều trị mình lúc nào ta cho ăn trái cây mình mới ăn được hay là bình thường? Không, cái trái cây á là do chính các thầy thuốc chỉ định. Có nghĩa là tùy bệnh nhân, ví dụ có bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân cao huyết áp, ví dụ cao huyết áp đi, thì những cái loại thực phẩm trái cây chua thì mình ăn nhiều hơn chút để cho hạ huyết áp. Còn khi mà mình tiểu đường thì những cái lượng đường cao thì bưởi, nếu mà cao huyết áp thì tới cho ăn bưởi, cái cam này, cái lạc giặc chút đỉnh nó sẽ là do thầy thuốc chỉ định. Dạ. Với thầy cho hỏi cái như Tết vợ chồng tuổi đây thì ở đây vẫn lãnh, có người trực lãnh thuốc này kia. À, tụi con nghỉ Tết là ngày 29, 30, mùng 1 và mùng 2. Thì trong 4 ngày đó đó, tụi con phát thuốc trước. Là ngày 28 tụi con sẽ phát cho 4 ngày đó. Nhưng mà tụi con vẫn trực. Có nghĩa là trong 4 ngày đó mình bệnh nhân có xảy ra triệu chứng gì á thì tụi con theo dõi, báo cho tụi con qua điện thoại đó. Tụi con xử lý những cái triệu chứng đó như thế nào để giúp cho mình, để yên tâm chứ không có vấn đề gì hết. Thật ra thì tụi con không có cho bệnh nhân về ăn Tết, phải cho mà là khuyến nghị bệnh nhân thôi là không nên về, tại vì khi mình về cái quá trình điều trị của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Gặp bạn bè cái người thân đó vui quá, ăn tao miếng bánh này kia rồi uống tao nửa ly. Mà cho dù là không uống không ăn luôn, mình thực hiện đúng pháp đồ đó, nhưng mình vui với con cháu quá, cái mình thức đêm nó không nhiều, ảnh hưởng nhiều môi trường thử lắm. Mình thức đêm cái hoặc là mình vui quá cái mình vận động nhiều, mình cười thả hê, rồi mình làm mình tối cái mình mất ngủ, cái mình ngủ không được cái ảnh hưởng sức khỏe. Nên thử ra mình tập trung vào việc gì. Đa số bệnh nhân ở xa không về, thời gian đâu có đâu. Cái như đi 3-4 ngày không lẽ dạ, đi xa quá mệt. Đi mấy có khi bệnh nhân không phải ở gần sát bên đây đâu mà ở tỉnh xa, miền Trung hoặc miền Bắc vô. Đi về cũng đâu có thời gian đâu. Cho nên là ở đây tụi con không có khuyến nghị bệnh nhân đi về nhà Tết. Chết ha, là bây giờ người nuôi là tuyệt đối không được đụng cái này để giữ phát đồ cho người bệnh. Mình ăn như vậy mình động viên tinh thần của người bệnh của mình. Anh ơi, chồng ơi, cố gắng đi. Em cũng ăn giống anh nè. Là anh vượt qua nó không có khó đâu. Em thấy dễ ăn mà đâu có gì đâu khó. Nó khích lệ tinh thần động viên cho em. Dạ. Đó là cái phương pháp. Nó còn nhiều cái vấn đề nữa mà khi mà vô phát đồ á, các thầy sẽ hướng dẫn thêm cho riêng từng bệnh nhân. Nếu như mà mình đăng ký ha, là mình ký cái tên của mình ở phía sau nè. Ủa, ký sẵn luôn rồi. Ký chứ rồi làm sao? Anh có tư vấn rồi. Dạ. Làm xong là ký rồi. Hết. Bây giờ con có một cái đề nghị ha. Bây giờ cái bộ hồ sơ này, với bộ hồ sơ này sẽ mượn để scan vô trong máy, xong rồi trả lại hồ sơ gốc cho mình. Các thầy sẽ không giữ hồ sơ gốc của bệnh nhân, mà là bệnh nhân giữ cái hồ sơ này. Thì sau thời gian hỗ trợ điều trị á, thì thời gian là 60 ngày, bệnh nhân sẽ đi kiểm tra sức khỏe một lần. Kiểm tra sức khỏe xong cái thời gian đó để chi? Để mình còn cái tháng cuối cùng á, để các thầy coi trong cái bộ hồ sơ đó có những vấn đề gì mình điều chỉnh lại, thì 90 ngày mình sẽ khám một lần nữa.